Hello, mình xin chào các bạn nha. Ok, hôm nay mình sẽ bắt đầu vô bài học số 1 về tiêu phân sinh nha. Ở đây mình có cho mình một cái file tiêu phân sinh mới. Thì đầu tiên thì các bạn phải import được cái file mô hình vô, file model rồi. Thì nó thuộc dạng là FDX đúng không? Thì các bạn mở lên, import và các bạn open cái file đó vô thôi. Đó, thì cái file đó thì các bạn thấy từ đây lấy từ nhiều nguồn nha. Bình thường thì mình sẽ chỉ như cái hộp nhưng mà lấy từ phần Revit. Ok ha. Rồi các bạn phải tạo ra cái phần mềm này thì các bạn sẽ xuất từ phần mềm đó thôi. Ok, bây giờ mình sẽ có một cái cầu như thế này, một nhịp trên i33 ha. Rồi bây giờ mình sẽ này, mình sẽ import nó nha. Các bạn vào file đúng không, các bạn export nè, các bạn thấy cái FDX nè, mình thấy không? Đây là cái file mà cái hàng tui motion nó chấp nhận đó. Thì các bạn vào desktop nha, mình sẽ vào desktop mình tạo một cái bức thư mục mới đó. Mình để là file import hay là import Revit gì đó, hay là export file FDX gì đó, thì tùy các bạn nha. Ok, ở đây mình sẽ để là file import FBX đi, ok. Rồi các bạn click vô. Ở đây mình sẽ đổi tên là bố trí chung, bố trí chung của bố trí chung cầu, bố trí chung để xem nè. Đặt cho mình dễ hiểu, dễ nhớ, dễ lật. Ok, mình để là bố trí chung import ha. Ở đây thì có mình cứ để là FBX 15 cũng được, FBX 0 cũng được. Ok, để các bạn sẽ đợi một tí nha. Ok, thì cái cầu của mình á, khi các bạn lưu ý là các bạn trước khi các bạn import vô, các bạn phải kiểm tra là vật liệu các bạn đã xem, các bạn đã cho đủ vật liệu vô trước nha. Tại vì khi qua Demotion á, nó thường hay bị một cái lỗi á, là nó bị trùng vật liệu. Thường các bạn đưa một vật liệu bê tông vô á, thì có thể nó lấy hết đó, cho nên các bạn phải chú ý vật liệu của nó. Ok, khi xong rồi thì các bạn qua bên Demotion ha, các bạn import nè, các bạn open file nè đó. Thì các bạn chọn cho mình vô cái file và import FBX tờ này đó. Đó, các bạn lấy cái file đó ra, là các bạn open. Rồi các bạn nhấn import, đợi một tí xíu nó sẽ ra, tùy theo cái mô hình của bạn nó phức tạp hay không đó, nó sẽ ra rồi đó. Đây, đây là mô hình của mình. Mới vô thì chính trình mô hình một hồ sơ như thế này thôi, nó chưa có cái gì phức tạp hay cái gì, nó cũng chưa có vật liệu sẵn trong đây hết, cho nên là các bạn phải từ từ các bạn lót vật liệu vào đấy. Thì ở đây thì các bạn muốn lôi cái cầu lên thì các bạn tích vào cái mũi tên phía bên tay trái tay phải nè, các bạn tích con mắt để các bạn ẩn hiện đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái cầu lên ha, mình sẽ lôi mũi tên nó lên, đầu phím điều hướng. Ok đó, ok, mình sẽ để như thế này trước nha. Rồi cơ bản thì nó sẽ là như vậy thôi. Trong bài tiếp theo thì mình sẽ cố gắng mình giới thiệu tiếp cho các bạn cách để mình xử lý địa hình như đó, cũng như là cái việc mình thêm cái có, mình thêm vật liệu như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ xem lại. Rồi, ở đây mình sẽ mở một cái folder mới như là file thực hành Demotion. Ok, rồi mình vào lít vào đó, nó sẽ ra như thế này. Ok, ở đây mình để là bố trí chung một. Rồi các bạn save lại. Ok, như vậy là mình đã hoàn tất cái việc mình import cái mô hình vào Multimotion ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ xem bài 2 của mình nha. Bye bye.